Gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến đại gia đình. Chào mừng đại gia đình buổi chiều. Chiều nay với khí trời rất là mát mẻ và ưu đãi, Đức Phúc Trần tôi muốn gửi đến đại gia đình chúng ta một cái video về một cái điểm rất là thú vị. Thưa giờ đại gia đình là Đức Phúc Trần tôi đang đứng ở một vị trí, đại gia đình có hình dung được đây là chỗ nào không ạ? Có thể nói rằng là đây là một điểm mà có khí hậu rất là mát mẻ. Đức Phúc Trần tôi lên trên đây có cảm giác như là đang ở Đà Lạt vậy ạ. Bởi vì cây cối xanh tươi và con đường nó uốn lượn quanh co cũng như là rất là đẹp. Tuy nhiên chúng ta phóng tầm mắt ra xa với cái view như đại gia đình chúng ta đang nhìn ngắm đây thì rất là thú vị, bởi vì chúng ta ngắm được thành phố bên dưới, xa xa đó là biển và mây, rất là tuyệt vời. Cả nhà thân mến, hiện tại thì Đức Phúc Trần tôi đang đứng ở trên một cái đỉnh của núi nhỏ, hay còn gọi là núi Tao Phùng, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là đứng cái vị trí nơi đi lên ngọn hải đăng, nơi mà người Pháp đã cho xây dựng một ngọn hải đăng để cho tàu thuyền ngày xưa nhắm hướng và biết định vị để lái tàu ở trên công đường ven biển. Như vậy thì hiện tại ở đây khá là đẹp. Đó là cái quang cảnh của thành phố Vũng Tàu bên dưới, và xa xa bên kia đó là ngọn núi mà trên đó có khu du lịch Hồ Mây. Bây giờ thì tiếp theo xin mời cả nhà chúng ta cùng đồng hành với Đức Phúc Trần tôi, chúng ta sẽ lên tham quan nhìn ngắm ngọn hải đăng nha. Một cái vị trí cũng rất tuyệt vời và một cái điểm mà có thể nói rằng là một trong những ngọn hải đăng xưa cổ nổi tiếng ở tại Việt Nam ta, do người Pháp xây dựng. Đại gia đình thân mến, từ cái vị trí vừa rồi, xin mời đại gia đình cùng đồng hành với Đức Phúc Trần tôi, chúng ta sẽ lên tham quan nhìn ngắm ngọn hải đăng. Cho nên chúng ta thấy cái cung đường này rất là đẹp. Đây, hình ảnh ngọn hải đăng đây. Đại gia đình thân mến, thì hiện tại bây giờ xin mời đại gia đình cùng nhìn ngắm ngọn hải đăng. Với Đức Phúc Trần tôi, chúng ta sẽ tham quan, đây là ngọn hải đăng nổi tiếng ở tại Việt Nam ta nói riêng và tỉnh nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Đây là ngọn hải đăng ở thành phố biển Vũng Tàu, được tọa lạc như vừa rồi thì Đức Phúc Trần tôi có chia sẻ đây là trên núi nhỏ, hay còn gọi là núi Tao Phùng. Như có chia sẻ thì ở Vũng Tàu có hai cái dãy núi. Dãy núi lớn thì được gọi là núi Tương Kỳ, nơi mà có thiền viện Chân Không. Đức Phúc Trần tôi cũng đã có dịp gửi đến đại gia đình chúng ta về những hình ảnh và những thông tin của thiền viện này. Bên cạnh đó thì có cái điểm thứ hai, đó là núi nhỏ thường gọi là núi Tương Kỳ, nơi mà có tượng Chúa Kitô của đạo Công giáo được xây dựng trên đó. Và điểm thứ kế tiếp trên cái núi Tương Kỳ nữa thì đây là có ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng này do người Pháp xây dựng, và họ được xây dựng vào năm 1862. Dĩ nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là ngọn hải đăng, tức là đèn biển, theo tiếng Hán chúng ta có thể nghĩ nôm na dịch ra như thế, thì đây là một cái ngọn đèn mà để phục vụ cho mục đích chỉ đường cho các tàu thuyền. Nhất là ở Vũng Tàu là nơi qua lại của nhiều tàu thuyền trong và ngoài nước. Và ngọn hải đăng này trước đây thì xây dựng năm 1862, ở cái độ cao khoảng 149 m so với mực biển. Tuy nhiên thì đến năm 1913, người Pháp đã cho xây dựng lại ngọn hải đăng này, tồn tại cho đến bây giờ, ở hiện hữu ở cái vị trí này. Thì ở cái độ cao khoảng 170 m so với mực nước biển. Đây, vị trí mà chúng ta thấy bây giờ thì ở đây là có độ cao khoảng 170 m so với mực biển.
Và ngọn hải đăng này hiện nay vẫn còn hoạt động nha. Thưa cả gia đình chúng ta, đây là ngọn hải đăng mà hiện nay vẫn còn hoạt động bình thường. Và đây được coi là ngọn hải đăng mà xưa cổ nhất ở tại Việt Nam chúng ta. Và cả khu vực của Đông Nam Á này luôn. Nên hôm nay rất là vui được gửi đến đại gia đình ta một cái điểm mà cũng rất là nổi tiếng ở tại Vũng Tàu, trên đỉnh núi nhỏ núi Tàu Phùng này. Một cái điểm mà cũng rất ý nghĩa. Đây được coi là ngọn hải đăng xưa cổ nhất của Việt Nam nói riêng và cả Đông Nam Á nói chung. Đứng ở vị trí này rất là tuyệt vời thưa gia đình, bởi vì chúng ta nhìn ngắm được toàn cảnh bên dưới. Đây chúng ta nhìn xa xa bên kia, đó là một cái điểm thứ hai nữa của núi Tao Phùng này. Đó là nơi mà có tượng Chúa Kitô. Đức Phú Trần tôi đã có những cái video đã gửi đến gia đình chúng ta trước đây rồi. Đây có tượng Chúa Kitô dân tại đây. Và bên dưới đó là thành phố Vũng Tàu. Như chúng ta biết rằng là để đi đến ngọn hải đăng này thì chúng ta sẽ đi dọc theo con đường ven biển. Tức là con đường mà mang bốn tên gọi mà Đức Phú Trần tôi có dịp nhắc đến đại gia đình chúng ta đó. Đường Hà Thùy Vân, Hạ Long, Trần Phú, Quang Trung, vân vân. Và chúng ta có đường rẽ vô để chúng ta lên cái ngọn hải đăng này. Như chúng ta thấy rằng là ngọn hải đăng này được xây dựng theo hình trụ. Theo hình trụ và cao khoảng 18 mét. Và ở độ cao là khoảng 170 mét so với mực nước biển. Với cái tầm chiếu sáng của ngọn hải đăng này thì như chúng ta biết rằng là cái ngọn hải đăng này thì có hiệu lực khoảng 13 hải lý vào ban ngày và 12 lại hải lý vào ban đêm. Một hải lý gì thì nó tương đương với một cây số 8 về cái đơn vị bình thường, tức là khoảng một cây số 8 gần 2 cây số. Ngọn hải đăng này cũng được gọi là cái biểu tượng của thành phố Vũng Tàu. Ở đây được xây dựng theo kiến trúc ngọn hải đăng là một cái hình tháp trụ này. Như Đức Phú Trần tôi vừa chia sẻ thì ở đây nó có đường kính khoảng 3 mét và được sơn màu trắng. Bên trong ngọn hải đăng thì có cầu thang dẫn lên đỉnh hải đăng và có ban công để ngắm như chúng ta nhìn thấy đây. Tuy nhiên thì đối với những người dân bình thường như chúng ta thì không phải lên được, chỉ dành cho những người có nhiệm vụ. Và từ vị trí này thì chúng ta có thể nhìn ra rất là xa ở biển khơi và cũng như là nhìn toàn cảnh bên dưới của thành phố Vũng Tàu. Thật ra nếu mà Đức Phú Trần tôi đi vào ban đêm thì cũng rất là thú vị và hấp dẫn. Tuy nhiên chỉ sợ là ban đêm thì không có quay rõ ánh sáng để gửi đến những hình ảnh đẹp cho đại gia đình chúng ta. Nên là đành đi ban ngày. Thật ra điểm đi đến với ngọn hải đăng này thì cũng không có khó, bởi vì chúng ta có thể đi được nhiều phương tiện khác nhau. Ở đây thì cũng có khá là nhiều người dân địa phương, người ta tập thể dục, người ta có thể chạy bộ lên trên đây để tham quan vui chơi mỗi ngày. Ngoài ra thì họ có thể đi xe đạp, xe gắn máy hay là ô tô. Thì với những ô tô khoảng 7 chỗ trở xuống thì có thể lên đây được và rất là thoải mái. Được biết rằng là ngọn hải đăng này với cái độ chiếu sáng xa như thế và được nhìn trên nhiều hải lý như thế thì nó có công suất khoảng 500W. Và ở đây thì có cái bán kính để quét được trên biển đó khoảng 55 km nhờ vào hệ thống lăng kính đồ sộ như chúng ta vừa nhìn ngắm cái ngọn hải đăng. Bây giờ chúng ta đi một vòng ở
công viên xung quanh đây nha. Xung quanh đây có rất là nhiều cây hoa sứ, tức là Việt Nam, miền Nam gọi là hoa sứ, miền Trung gọi là hoa châm ba đó, miền Bắc gọi là hoa đại. Đây là những cây sứ cổ thụ rất là đẹp. Và có những cây phượng nữa, sứ và hoa phượng ở trên đây rất là nhiều. Chúng ta lên ngọn hải đăng này thì có thể nói là đây là điểm cao, đỉnh cao của ngọn núi này, cho nên là chúng ta đó được nhiều góc nhìn, nhiều cái hướng nhìn rất là đặc biệt. Mỗi một cái góc như thế thì chúng ta có những cái hình ảnh đẹp riêng. Ở đây nó hơi bị chói nắng, nó bị con slay đây. Ở đây là một cái hướng khác, một cái góc khác nữa từ vị trí ngọn hải đăng này. Đấy, chúng ta nhìn thấy được bên dưới những cái tán cây rất là mát và nhìn xa ra biển. Rồi bên ngoài thì có những giàn khoan đặc trưng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây thì được nối liền giữa cái tòa nhà vận hành này cùng với ngọn hải đăng này, thì bên dưới có một cái đường hầm nối liền rất là độc đáo. Và nếu được lên cái ngọn hải đăng này thì chúng ta có thể đi được hình xoắn ốc để dẫn lên khoảng 55 bậc. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta là những người không phận sự cho nên là không được đi trong cái đường hầm đó. Ở trên đây đặc biệt đó thì ở đây có một cái hầm ngầm chứa nước mưa. Đây là một cái kiến trúc mà phải nói là người Pháp khi họ xây dựng một công trình gì họ suy nghĩ rất là sâu xa và họ dự tính khá là hay. Bởi vì ở đây là có một cái hầm ngầm chứa nước mưa rất là tốt. Với dung tích là trên 1.000 mét khối để phục vụ cho những người sinh hoạt ở trong cái khu quản lý này, cho nên đó là điều rất là đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi một góc khác nhé. Hôm nay cũng khá là nhiều lên người đã lên đây sang tham quan. Đi một hướng khác nha, để sang một cái góc cạnh khác. Đây là cái tòa nhà của những nhân viên vận hành cái ngọn hải đăng này. Và ở đây như Đức Phú Trần tôi nói là họ có một cái đường hầm đây, một cái đường hầm dẫn này để liên thông giữa ngọn hải đăng với cái tòa nhà này, nên là rất đặc biệt. Đây, chúng ta sẽ sang một cái góc khác. Cho nên là rất tuyệt vời là ở đây chúng ta được ngắm nhìn khá là nhiều góc cạnh trên vị trí này. Thank you.
không khí trên đây rất là tuyệt vời, trong lành, thoáng mát. Và được nhìn ngắm bên dưới rất là tuyệt vời, thưa đại gia đình. Gia đình thân mến, như đã chia sẻ những cái thông tin thì chúng ta biết rằng là ngọn hải đăng này, đây là một trong những ngọn hải đăng mà được coi là biểu tượng của thành phố Đà Lạt, và đây là ngọn hải đăng cổ xưa nhất của Việt Nam ta nói riêng và cả nước, cả Đông Nam Á nói chung. Và như chúng ta cũng biết rằng là ở Việt Nam chúng ta thì có tổng cộng là khoảng 79 ngọn hải đăng, thì đây được coi là ngọn hải đăng mà cổ xưa nhất và còn khá là đẹp, khang trang nhất cũng như là đẹp. Cho nên trong 79 ngọn thì ở đây là ngọn được coi là còn nguyên vẹn và đẹp, cổ nhất, ở độ cao khoảng 170m so với mực biển. Gia đình thân mến, thì trên đường lên cũng như đường xuống gần với ngọn hải đăng, dọc đường đây thì có người dân người ta bán da ua và trứng luộc. Đây là một điểm cũng rất hấp dẫn với thương hiệu cá nhân, đó là da ua Cô Tiên. Nên bây giờ xin mời gia đình cùng đồng hành với Đức Phước Trần tôi, chúng ta thưởng thức thử nha. Ở đây đặc biệt có bán cái bánh bông lan, trứng muối, một cái thương hiệu nổi tiếng ở ngay thành phố Vũng Tàu. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nên thưởng thức da ua với trứng muối trước. Hầu như tất cả du khách đến đây họ cũng đều thưởng thức món này. Đưa ra đây. Da ua trứng muối nha. Này trứng luộc đúng không? Dạ. Rồi mời đại gia đình đây cùng thưởng thức nha. Gia đình thân mến, thưởng thức cái da ua và trứng luộc ở da ua Cô Tiên. Thật ra thì nó cũng không có đặc biệt lắm, nhưng mà quan trọng nhất là khung cảnh và cái hương vị. Như Đức Phước Trần tôi đã từng chia sẻ, nếu chúng ta ngồi ăn chè ở Đà Lạt thì nó khác gì giữa chè ở nhà hay là chè ở những nơi khác. Bởi vì với khí hậu se lạnh của Đà Lạt, chúng ta ngồi bên một tách một chén chè hay là một tách sổ nành nóng thì chúng ta sẽ thấy ấm áp và thấy hay. Thì ở đây cũng như thế, do chúng ta leo núi, chúng ta đi bộ, chúng ta tham quan, thì chúng ta ở trên ngọn hải đăng này nên khi chúng ta nghỉ mệt, chúng ta dùng một cái ủ da ua lạnh, dẻo, thơm ngon. Bên cạnh đó là có trứng gà luộc để bồi bổ lại sức khỏe, năng lượng cho mình. Cho nên chúng ta thấy cũng thấy rất là thú vị. Cảm ơn đại gia đình đã cùng đồng hành chúng tôi đi tham quan một cái điểm cũng rất ý nghĩa, rất hay này. Và hẹn gặp lại gia đình chúng ta ở những video kế tiếp nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.